Màn thứ hùng tại Anfield đã khép lại với niềm vui dành cho Manchester United và nỗi thất vọng cho Liverpool. Khi chỉ có một điểm ở trận derby nước Anh, Liverpool chẳng những thất bại trong việc giành lại ngôi đầu, mà họ giờ còn xếp dưới cả Manchester City lẫn Leicester City trong bảng xếp hạng. Ở mùa giải khi chúng tôi giành được vị trí Á quân, tận đến khi Liverpool đã chắc chắn có được vé dự Champions League, tôi mới thật sự nghĩ về chức vô địch. Tôi hiểu công việc của mình và tôi biết mình phải làm gì. Việc giành lấy tấm vé dự cúp châu Âu là điều rất quan trọng và cũng chẳng kém phần khó khăn. Mùa giải năm nay, cuộc đua top 4 sẽ rất khắc nghiệt. Phát biểu sau trận derby nước Anh, Klopp thậm chí đã bày tỏ sự quan ngại của mình với cuộc đua top 4. Rõ ràng, như phát biểu của Klopp nghe qua thì có vẻ vô lý, bởi Liverpool đường đường là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League. Thế nhưng, nhìn những gì đã được thể hiện, lo lắng trong lòng nhà cầm quân người Đức đâu phải là không có cơ sở. Trận đấu vừa qua, hai phong ngự với sự xuất chúng của Alisson Becker, Fabinho cũng như là cả đội trưởng Jordan Henderson nữa, đó thật sự là những điểm sáng trong một ngày đáng buồn với Liverpool. Thế nhưng ở chiều ngược lại, ở mặt trận tấn công, họ đã làm không hề tốt. De Kop tung ra tới 17 cú sút, nhiều gấp đôi so với đối thủ, thực hiện 667 đường chuyền, nhiều hơn Man United với chỉ 323 đường chuyền, sở hữu thể lượng kiểm soát bóng vượt trội 65,7%. Về mặt thống kê, Liverpool có cho mình những con số đẹp nhiều hơn so với đối thủ, những con số không hề biết nói dối, nhưng đôi khi chúng cũng đánh lừa bạn. Nếu chỉ nhìn vào bảng thống kê phản ánh cục diện trận đấu này, chắc chắn những gì bạn nói sẽ khác xa với thực tế nếu như bạn xem trực tiếp. Liverpool trận này chẳng gây được quá nhiều áp lực lên hàng thủ của Man United. Nó được chính huấn luyện viên Solskjaer tuyên bố sau trận đại chiến vừa qua. Nếu như chỉ là trận đấu này, vậy thì mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng thực tế, lần gần nhất Liverpool có bàn thắng ở Premier League đó là đã từ trận hòa với West Brom hôm 27 tháng 12. Nếu tính theo số phút thi đấu, thì họ đã có 348 phút không thể cho các cổ động viên được ăn mừng. Ngày hôm qua, những vấn đề hàng công của Liverpool bộc lộ rất rõ. Tam tấu Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah từng là cội nguồn sức mạnh cho hàng công của The Kop, thì giờ bỗng chốc trở nên vô hại hơn nhiều. Có thể họ vẫn chơi năng nổ, cố gắng, vẫn có một vài pha xử lý đẳng cấp ở cấp độ cá nhân. Thế nhưng câu chuyện ở đây, đó là sự đồng điệu, thăng hoa, bay bổng của tam tấu này đã không còn được như trước. Tại Anfield, Mohamed Salah đã có 90 phút đáng quên khi mà Luke Shaw đã chơi trên cả tuyệt vời. Như nào cần đến Luke Shaw, ở thời điểm hiện tại, chỉ cần một Ryan Bertrand, 31 tuổi, cao 1m79, hay một Matt Ritchie, một lão tướng 31 tuổi khác và thậm chí chỉ cao 1m72 với kỹ thuật hạng khá, cũng đủ sức kim tỏa của máy sân bàn, từng được gọi là vua Pharaoh Ai Cập. Về phần Roberto Firmino, phong độ của tiền đạo người Brazil đã sớm làm người hâm mộ lo lắng kể từ đầu mùa giải khi anh có một thời gian dài tịch ngòi. Những màn trình diễn bùng nổ của cựu tiền đạo Hoffenheim trong các chiến thắng trước Tottenham Hotspur hay Crystal Palace chỉ khiến người ta tạm quên được những màn trình diễn trồi sụp trước đó của anh mà thôi. Chứ thực tế thì vấn đề vẫn còn ở nguyên đó. Trong 5 trận đấu gần nhất của Liverpool, không có một trận đấu nào mà tiền đạo 29 tuổi đã đúng với đẳng cấp vốn có của mình cả. Còn với Sadio Mane, so với hai người đồng đội còn lại, màn trình diễn của cầu thủ người Senegal ổn định hơn. Thế nhưng, sức mạnh tấn công của Liverpool tới từ sự ăn ý của Boba thần thánh này. Và giờ, khi mà hai cái tên còn lại đánh mất mình, Mane cũng khó lòng còn phép như trước. Trước Man United, Liverpool đã chờ thứ bóng đá hấp dẫn và có một cặp trung vệ tình thế thật tuyệt vời. Nhưng khi trận đấu càng trôi đi, tôi đã thấy hàng tiền vệ của họ không còn duy trì được sức ép tốt như trước nữa. Đối với tôi, Liverpool có một nhược điểm rất rõ ràng là bộ ba tấn công của họ đã đánh mất đi sự nguy hiểm. Man United đã lùi về sau bóng rất nhanh và đáng khen ngợi vì điều này. Họ đến Anfield với tâm thế xác định chơi phòng ngự và ngay cả những cầu thủ không có thói quen phòng ngự cũng làm điều đó hết sức tích cực. Tôi muốn nói đến những cái tên như Bruno Fernandes hay Paul Pogba. Nhờ đó, Man United đã khắc chế được The Kop. Có lẽ Man United sẽ thấy vui với kết quả này, nhưng Liverpool thì không. Dưới góc độ của một cầu thủ viện trung lập, Salah, Firmino và Mane không mang đến cho tôi những thời khắc phải đứng bật dậy. Tôi nhớ rằng trong hiệp 2, có một tình huống khi mà Salah đối đầu với Luke Shaw, cậu ấy thậm chí chẳng dám đi bóng và thực hiện một đường chuyền an toàn. Tôi nghĩ điều đó nói lên tất cả về màn trình diễn của cả cậu ấy lẫn hàng công Liverpool. Đó là những lời nhận xét của chuyên gia Graham Souness về những gì mà tam tấu huấn luyện viên của Liverpool đã thể hiện. Và rõ ràng là những lời nhận xét của ông không hề sai. Dĩ nhiên, chẳng phải một đội bóng nào cũng sở hữu chất lượng đội hình tốt như Manchester United. Thế nhưng, cần phải biết rằng, có đến 90% các đội bóng sẽ chọn lối đá tương tự Quỷ Đỏ khi phải đối đầu với Liverpool, dù có là tại Anfield khi hay được chơi tại sân nhà của mình. Và với một cây đinh ba cùn trong tay, làm sao The Kop có thể xuyên thủng được những hàng phòng ngự với tầng tầng lớp lớp quân số dày đặc.
Việc của Jurgen Klopp giờ đây là phải mài dũa lại cây đinh ba của ông ngày một sắc bén, dù là bằng cách nào đi chăng nữa. Ông cần xây dựng những mạng miếng tấn công mới và đương nhiên rồi, giúp các học trò tìm lại cảm giác bóng tự tin. Pha bóng mà Mohamed Salah không dám rê bóng qua Luke Shaw như phát biểu của Graham Sonnet, nó nói lên rất nhiều điều, và một trong số đó, đó là việc anh và có lẽ là cả hai người đối tác còn lại đang thiếu đi sự tự tin. Nên nhớ, một khi không thể chơi bóng với một đôi chân thăng hoa, ngay cả những tiền đạo đẳng cấp nhất cũng sẽ trở nên thật tầm thường. Ngoài tam tấu trên hàng công, vấn đề của Liverpool còn nằm ở việc họ thiếu đi một tiền vệ sáng tạo. Trước Man United, Liverpool thiếu đi hẳn những phương án tấn công ban bật ở khu vực trung lộ. Đội bóng của Jurgen Klopp chủ yếu phải tìm đường đến khung thành của David De Gea bằng những đường chuyền dài hay tận dụng tốc độ những quả tạt của Aaron Robertson cũng như Trent Alexander-Arnold. Thế nhưng rõ ràng, United đã biết trước điều này, và trong một ngày mà cả Aaron Wan-Bissaka lẫn Luke Shaw đều chơi quá tốt, cộng thêm sự cơ năng từ bộ đôi Fred Scott McTominay, những miếng đánh biên của Liverpool cũng không tỏ ra hiệu quả sắc sảo như nó đã từng. Có thể bạn sẽ nghĩ tới Thiago Alcantara, thế nhưng hỗ trợ tấn công chỉ là một trong số nhiều vai trò mà tiền vệ trung tâm như Thiago phải đảm nhiệm. Điều mà Liverpool cần đó là một người như Kevin De Bruyne hay Bruno Fernandes của chính đối thủ. Tất nhiên là không phải Bruno phiên bản tại Anfield ngày mới đây. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã rất hay khi sử dụng Sedan Shaqiri, một người tưởng như sẽ bật bại khỏi Anfield trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng nhất của mùa giải. Điều đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy Liverpool đang cần một tiền vệ tấn công đến thế nào. Phiên chợ mùa đông vẫn đang mở cửa và vẫn còn thời gian để Phượng Hoàng mang về cho mình những luồng gió mới ở mặt trận tấn công. Và ngoài ra, họ cần thêm cả một trung vệ mới nữa. Điều đó không chỉ có tác dụng trong việc nâng cao sự chắc chắn của hàng thủ, mà còn là để Liverpool tăng thêm xác suất ghi bàn trong các tình huống cố định. Vốn dĩ, họ đã có một ngọn hải đăng trong đội hình là Virgil van Dijk. Thế nhưng, nhìn vào đội hình xuất phát của Klopp ở trận đấu mới đây, những pha bóng mà các cầu thủ chủ nhà được hưởng từ phạt góc hoặc các tình huống đá phạt mà không thể tung ra một cú dứt điểm ngay, gần như Liverpool không có cơ hội ăn bàn trước một Manchester United với những thần hộ pháp trong đội hình. Nhìn sang Man United, mỗi khi Quỷ Đỏ được hưởng một tình huống phạt góc chẳng hạn, bóng có thể được hướng đến vị trí của Harry Maguire, của Scott McTominay, của Victor Lindelof, của Paul Pogba và cả Eric Bailly nữa nếu anh góp mặt trên sân. Thế nhưng, với Liverpool, những lựa chọn là cực kỳ hạn chế, và điều này vô hình chung sẽ khiến cho các đối thủ của họ thi đấu với một tâm thế tự tin hơn nhiều. Màn trình diễn của chúng tôi là đủ tốt để giành chiến thắng, nhưng nếu thật sự có được thắng lợi, bạn cần phải ghi được bàn, và chúng tôi lại không làm được điều này. Với cá nhân tôi thấy các cầu thủ của mình đã chơi tốt. Liverpool có một ý tưởng rõ ràng, có những đường chuyền chất lượng, nhưng pha phản công cũng sát nét, và quan trọng là ai cũng sở hữu khao khát to lớn. Thế nhưng, chúng tôi đã không thể ghi được bàn. Chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội và ghi những bàn thắng. Chúng tôi sẽ phải cố hết sức, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để có thể thay thế tình hình. Đó là những chia sẻ của Jurgen Klopp, và nó đã phản ánh rõ vấn đề của The Kop. Triết lý của họ không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, với những con người hiện tại trong tay, một mùa giải 2020-2021 đầy khắc nghiệt, e rằng chúng là chưa đủ để giúp Liverpool bảo vệ ngôi vương. Tất nhiên cơ hội vẫn còn rất dài với lữ đoàn đỏ, nhưng họ sẽ cần thật nhanh chóng bổ sung những mảnh ghép còn thiếu và tìm mọi cách để xoay chuyển tình hình, như chính Jurgen Klopp đã từng phát biểu sau trận đấu.